Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí đơn giản giống như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí đơn giản nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì, thước kẻ, kéo, dây treo. Mình dùng là cái dây kim tuyến bạc như thế này. Thì các bạn có thể tham khảo cái dây này, hoặc là các bạn có dây gì dùng dây đấy cũng được nhé. Dây ren, dây duy băng, dây nhung, dây lụa, nói chung là có dây gì các bạn dùng dây đấy cho mình. Mình sẽ sử dụng keo nến để mình dán nhé. Còn các bạn nếu mà dùng keo khác cũng được, tại vì là mình sẽ sử dụng cái phần bìa màu như thế này mình làm. Thì cái phần bìa màu này nó rất là dễ dính, các bạn dùng keo gì cũng có thể dính được nhé. Keo dán giấy này, băng dính hai mặt này, keo sữa đều có thể dán được. Ở đây mình sẽ chuẩn bị hai cái màu sắc bìa như thế này, màu đỏ và màu xanh để mình làm. Thì đây là cái cách phối màu của mình, các bạn có thể tham khảo nhé. Cái này chỉ là cái gợi ý thôi, còn khi làm thì các bạn có thể là sử dụng những cái tông màu các bạn thích. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vẽ cho mình trên cái tấm bìa xanh này nhá, một cái hình vuông. Hình vuông này thì cạnh sẽ là 6 cm. Mình vẽ vào đây. Một cái hình vuông cạnh 6 cm. Mình đánh dấu 6 cm ở các cạnh, sau đó mình nối lại là được. Rồi, mình được một cái hình vuông như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Mình cắt hình vuông này ra. Đây, mình sẽ được một cái hình như thế này. Như lát nữa mình sẽ dựng ngược lên như thế này. Mình tạo thành một cái hình thoi nhé. Bây giờ mình sẽ kẻ một cái thẻ màu có độ rộng khoảng 1,5 cm nhé. Mình dùng cái dải này để làm thành cái dây treo. Mình cắt cái dải màu này ra, cắt dải màu này ra. Đây, mình được một cái dải như thế này. Mình bỏ cái phần dư đi nhé. Bây giờ mình cắt một đoạn dây có độ dài thích hợp. Các bạn gấp đôi đoạn dây cho mình để tạo thành một cái móc như thế này. Gấp đôi đoạn dây vào, mình cắt vào phần dư đi. Sau đó mình sẽ dán cái đoạn dây này vào cái tấm bìa mình vừa cắt. Mình dán đoạn dây vào này. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn nó lại. Cuộn nó vào. Mình bôi keo và mình cuộn tròn vào. Mình tiếp tục mình cuộn cho đến hết. Đấy, mình cứ cuộn tròn vào như thế này là được. Mình tiếp tục mình cuộn nhé. Cuộn tròn vào. Rồi, mình sẽ được một cái dây treo như thế này. Bây giờ thì mình sẽ dán keo vào nhé. Dán keo. Dán keo vào đây. Sau đó mình áp cái phần nhọn này vào. Đây, mình sẽ được một cái phần dây treo như thế này nhé. Mình sẽ bỏ sang một bên chờ keo nó khô. Thì trong lúc chờ keo khô, mình sẽ làm phần trang trí mình gắn lên. Mình sẽ sử dụng cái phần bìa màu này mình làm.
mình cắt những cái phần màu sắc cho nó phù hợp. Mình sẽ gập cái phần bìa này làm 4 nhá mọi người. Gập làm 4 nhá. Mình xem nào. Gập làm 4 hay gập làm mấy thì phù hợp. Làm 4 đi. Mình làm 4. Mình cắt ra nhá. Mình sẽ chỉ trồng tối đa là hai lớp như thế này thôi. Tại vì bây giờ mình còn gập tiếp này.